Hello cả nhà, xin chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Cuộc Sống Malaysia nha. Hôm nay Nguyên nấu món giò heo hầm giấm chua nè cả nhà ơi. Thì cái món này là cái món của người Hoa nha. Thì ở đây Nguyên có giấm ngọt và giấm chua nha cả nhà, hai loại giấm. Giấm này là của người Hoa đó, đó hai hai loại này là cả nhà, không biết ở Việt Nam có không thì mình không biết. Loại ngọt với lại loại chua đó. Nói thì nó lộ ngọt thôi chứ nó cũng chua à cả nhà ơi, nó có, tại vì nó có hai loại á. Thì ở đây á, mình chuẩn bị là gừng nè, một hai củ gừng. Thì cái món này là chủ yếu gừng để nhiều vô nha cả nhà. Thì Nguyên sẽ đem đi xào cái gừng này. Nguyên sẽ để dầu vô chảo. Dầu sôi mình sẽ để cái gừng này để phân nửa vô nha cả nhà. Mình xào cho nó thơm. Khi mà mình xào á, cái gừng của mình nó đã hơi nó lên thơ, nó thơm mà nó cả nhà. Thì Nguyên sẽ để cái giò heo này vô xào nha. Xào cho nó săn rồi mình để giấm vô. Mình xào cái giò heo nó hơi săn lại nè cả nhà. Mình sẽ đổ trực tiếp hai cái loại giấm này vô nha. Nguyên sẽ đổ giấm vô. Ở trong đây trong chai Nguyên còn có tí xíu nè cả nhà ơi, cho nên Nguyên đổ vô hết luôn nha. Giấm này á, một loại là giấm ngọt, một loại là giấm chua. Nấu cái món này á, là nhất định phải có cái hai loại giấm này cả nhà, không có thì nó không có ngon. Món ăn này á, thì đối với người Việt của mình á, thì lạ, nhưng mà ở ở Malaysia cái món này rất là quen thuộc với người Hoa. Xong rồi á, Nguyên sẽ để vào trong cái nồi này cỡ 3 ly nước nha cả nhà. Thì cái ly bê lớn nè, thì 3 ly như vậy tương đương với là 1 lít nước đó. Mình không để nước vô thì nó chua lắm, cho nên mình để vào. Thì cái gừng hồi nãy mình để lại á, thì mình bây giờ mình cho vô thêm nha. Hồi nãy á, mình cũng cũng có thể để vô mình xào hết cũng được, nhưng mà mình á muốn để như vậy để cho cái gừng của mình nó cay á cả nhà, cho nên mình để như vậy. Còn cả nhà không thích để như vậy thì mình xào hết gừng cũng không được, mà không xào cũng được, nấu sao mà miễn để phải để gừng vô là được rồi nha cả nhà. Thì bây giờ á, Nguyên không có nêm nếm bột ngọt hay là nước mắm gì vô đây hết. Bây giờ Nguyên không có nêm nếm gì hết nha cả nhà. Thì Nguyên sẽ nấu dặn lửa nhỏ cỡ nửa tiếng, rồi Nguyên sẽ để trứng gà đã luộc xong để vào trong đây nấu thêm nửa tiếng nữa. Thì ở đây á, Nguyên nấu cái giò này, cái giò heo này á được nửa tiếng nè cả nhà. Thì Nguyên có chuẩn bị là 5 quả trứng gà nha, mình để vô trong đây mình nấu nha cả nhà. Thì mình nấu á, mình để trứng gà đã lột rõ vỏ xong ở cả nhà, thì mình nấu thêm nửa tiếng nữa là tổng cộng là 1 tiếng nha cả nhà. Thì có tùy theo mỗi người à, khẩu vị của người Việt của mình á, thì cỡ 1 tiếng là vừa ăn rồi, còn nấu theo ở bên đây á, là mình nấu cỡ 1 tiếng rưỡi hoặc 1 tiếng 20 phút á cả nhà, tại bên đây họ ăn mềm lắm. Nguyên sẽ cho thêm nữa một miếng nước nữa nha cả nhà, tại vì nó khô quá. Thì cái này mình nấu thì tùy theo mỗi người, muốn để nước cũng được mà không để cũng được, mình để thì nó cái vị nó đậm đà hơn nha. Còn có bạn có người thì để đường, mình thì mình không ăn đường, mình chỉ ăn nước tương thôi, cho nên mình nêm nước tương thôi chứ mình không có nêm đường ngọt gì hết nha cả nhà. Mình nấu thêm nửa tiếng nữa nha. Bây giờ Nguyên sẽ để nước tương vô đây nha cả nhà, mình nêm nếm luôn. Mình nấu thêm nửa tiếng nữa là được rồi. Mình nêm nếm vừa ăn cái dưới cái khẩu vị của mình là được nha cả nhà. Đó, rồi mình đậy nắp lên mình nấu thêm nửa tiếng nữa.
Hello cả nhà, xin chào cả nhà chuyên viên kênh Cuộc sống Malaysia nha. Ông Ông nội vừa ơi, rồi nguyên cuộc sống Malaysia thứ như cơm hoài, nấu hoài 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 luôn á trời. hoài hoài âm cân. À, mời cả nhà ăn chung với mình nha, mình nấu xong rồi cả nhà. Xưa lèo tùng sầm không à, chú chèo xu á tùng sầm mô. Hồi nãy mình nấu á, mình có để ớt vô nữa cả nhà, mà khúc để ớt mình không có quay video cho cả nhà xem. Cái này một mình nấu cỡ gần tiếng rưỡi á cả nhà ơi, vậy mà nó cũng chưa chưa mềm. Đối với chồng mình á, nói đúng luôn á là chồng mình phải hầm 2 hoặc 3 tiếng ổng mới ăn, tại vì người qua bên đây người ta nấu ăn, người ta ăn á, người ta hầm mềm dữ lắm, ăn kèm với lại rau sống thôi cả nhà. Lâu dữ lắm rồi mình không có nấu món này ăn. Cái món á, giò heo hầm giấm này á, ở bên Malaysia cả nhà, ở bên đây á thì những người mà đẻ mới đẻ người ta ăn món này à, để thải độc cơ thể á cả nhà, để ấm bụng á, nấu mà để gừng nhiều dữ lắm luôn. Nhưng mà người ta không có để ớt đâu nha, tùy theo mỗi người thôi, người thích ăn cay thì không thì để ớt nhiều, nhưng mà người ta để ớt khô chứ không ai, ít ai để ớt tươi giống như mình lắm. Ngon. Cái này là mình mua là một cái đùi heo cả nhà. À, mình lấy là mấy cái miếng thịt lại để mình xào, để lần sau mình xào á, chứ thịt mà nấu cái này ăn không ngon, nó khô lắm. Nấu cái này á, là phải là giò heo ăn mới ngon nè à. Chỉ giò heo thôi mới ăn ngon, tại vì giò heo có gan thấy anh ha, đúng không? Mình phải ăn cái món này lắm. Lúc trước á có bạn đó hỏi mình mắc cười lắm. Hỏi mình á, Quyên ơi, bộ bên đây á họ nấu thịt kiểu gì mà nó mềm gục á, họ nấu kiểu gì mà nó mềm dữ thằng á. Cái mình nói á, tại vì nhiều bạn người ta không biết á, cái nhà giống như ở Việt Nam mình ăn khẩu vị là ghim ghim miếng thịt nào mà miếng thịt nó không ra cái nước máu của thịt á là mình là có thể chín là ăn được đó. Còn bên đây người ta hầm nhừ luôn, người ta nấu canh nó nghe, hầm canh nó nghe là 2 tiếng, ít nhất là 2 tiếng đồng hồ á, còn hầm kiểu như vậy là cỡ 2 tiếng hoặc 3 tiếng cho nó nói chung là nó mềm cục luôn á. Này mình hầm có 1 tiếng rưỡi, mình nghĩ là chưa có đủ đô, nhưng khẩu vị của người Việt mình là cắt cỡ 1 tiếng, 1 tiếng là đủ là được rồi cả nhà ơi. Hồi xưa mà chút nữa đói bụng, đói bụng ăn gì cũng ngon. nhưng Hả? Sô rô phân biệt chủ nào không? mà Chứ
solo Phan Minh Chủ rồi mà chứ cơ nè. Chồng mình thích ăn, chồng mình ăn nạc thôi, tại ổng mập, ổng không chịu ăn thịt, ổng không chịu ăn ăn cái giò này. Mình thì mình không thích ăn thịt, ăn đùi á, là mình chỉ thích ăn ăn gì, ăn giò như vậy thôi à. Mình ăn cái này mình thích dành trứng vậy nè cả nhà, nó ngon. Cái món này ở Việt Nam mình thì không có món thịt kho trứng nè, không thì ta kêu món thịt heo kho tàu đó. Ở bên đây thì có cái món giò heo hầm hầm giấm giấm đen, tiếng Hoa thì kêu bằng chu chèo su á cả nhà. Chu chèo là có nghĩa là giò heo, su có nghĩa là giấm á cả nhà. Chú chào với nó hỏi vậy Giò heo giờ theo giống hầm giấm hầm mà xin minh. Cái trứng gà này để vô á nó thơm, nó ngon lắm. Ở Việt Nam không có giấm đen á cả nhà, mình không biết nấu có giấm trắng được không thì không biết, nhưng mà cái khẩu vị đó mình nếm thử đây nè. Đúng rồi, nấu kiểu như vậy á, mình nghĩ là cỡ một cái đùi heo á nha, một cái cụm thôi, tính cái cụm thôi, mình để cỡ 1 lít nước, 1 lít nước với lại cỡ 3 muỗng giấm ở cả nhà là ok. Tại vì giấm tao giấm mà giấm đen này của ở bên đây á nó không có chua, nó không có chua giống như giấm trắng. Giấm đen kiểu giống như là nó chua chua mà nó ngọt ngọt đó cả nhà, cho nên mình đổ nhiều cũng không sợ chua nữa. Mình không biết cái giấm trắng có nấu ăn được không thì mình không biết nha, nhưng mà mình nghĩ giấm trắng cũng ăn được thôi. Anh chồng mình á, ông ăn ông gừa thịt, ông không chịu ăn mỡ, mà cái này đâu có mỡ đâu, nấu cái này không có ăn ăn không có giống ăn không có mỡ cả nhà ơi. Ở nhà thấy phim Trung Quốc không, người ta nấu thịt bơ cọc á, mình ta nấu kiểu này nè, trời ơi ăn thấy thèm. Hồi đó ở Việt Nam đâu biết đâu, trời ơi cái món kho gì mà nó ăn thấy nóng lạnh, ai vậy không phải kho đâu cả nhà, nó hầm kiểu như vậy nè, với lại nhiều khi người ta hầm thuốc bắc nữa, để bữa nào mình hầm thịt heo thuốc bắc cho cả nhà, ý lộn cho cả nhà xem. Rồi cả nhà ai ở Việt Nam á có thể mua mua thịt heo về hầm ăn thử nha, ăn ăn tốt mà vừa có tốt cho sức khỏe nữa. Ở bên đây á người qua người ta đẻ người ta ăn vậy không á, còn ở Việt Nam ăn sao thì mình không biết. Đây, rau luộc hả, rau luộc mình cũng không biết nữa, hồi đó chị mình đẻ mình cũng không có để ý cả nha. Anh chồng mình á anh đói bụng mà anh ăn hết anh không chịu đi bới cơm anh à thì thôi video cũng nguyên đến đây là kết thúc rồi cả nhà. Nguyên ngừng video để cho chồng Nguyên ăn cơm để ngon miệng, chứ ổng ăn mắc cỡ hoài là ăn tới sáng mai luôn á cả nhà. Thì thôi video của Nguyên đến đây là kết thúc rồi cả nhà. Nguyên mến chúc cả nhà một ngày mới thật là an lành nha. Bye bye. Tim tim anh tim hết tim anh.
Hết tim rồi. Bye bye cả nhà.